Các người anh em nào đã có nhu cầu mua hạt Liên Quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nha. Cướp, đi cướp, đi cướp, đi cướp đó. Nói chung là hát hơi dở, anh em thông cảm nha. Thì hay vô, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình là UC. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay. Đó, thì nói chung là ngày hôm nay là một clip khá đặc biệt. Đó chính là trận cuối mình lên chiến tướng anh em ơi. Thì đây là ạc khách của mình anh em ơi. Chứ ạc chính của mình, tao nói mới ranh tin anh nè. Đó, nói chung là vậy anh em ơi. Thì đây là một cái clip là trận cuối mình lên chiến tướng này mà. Thì nói chung là mình sẽ quay lại để làm kỷ niệm xương xương. Ok, thì gọi là lượm con mùa đỏ thì xong rồi không? Qua lượm luôn cái con gọi là con rep nhỏ cho em xin. Đó, rồi chạy về này mà. Nói chung là mình vét được hai con là cũng khá là ấm rồi đó. Trận cuối lên chiến tướng thấy dày là thấy hơi khí khái rồi em ơi. Thì chúng ta sẽ được nước làm tới này mà. Đó, gọi là cứ tiếp tục phát huy đi cướp con bùa đỏ của team bạn xong rồi á thì về đi nè mà, gọi là mình hiền tí đi, mình cho team bạn thở chứ lên trận cuối mà ép lên team bạn quá thì gọi là không có vui nữa mà, mình gọi là tạo độ khó cho game á, nó giỡn vậy thôi chứ ta nói là nếu mà mình qua mình cướp nó nữa là nó rủ đồng rồi nó quánh là coi như là ba má tôi nhận ra được ơi. Rồi khỉ trào đồm luôn em mà, khỉ trào đồm luôn. Trời ơi, đầu game như thế này thì cuối game như thế nào nữa anh em. Ta nói thằng khỉ đầu game mà nó ăn chuối sớm rồi anh em à. Nói chung là cũng tội anh em ơi. Tại vì sinh ra trong một gia đình không có mấy là nhiều chuối á, cho nên tôi phát chuối phờ ri anh em à. Trời ơi, thơm quá. À, hai con bò lạc xuống dưới lụm mạng đó lên anh em ơi. Đó, kéo ba kéo bốn quánh là coi là ba má mà chờ ngóc ra được con. Trời ơi, chạy chạy nữa ha. Rồi rồi, trao lên được con rồi, một máu kìa, đừng cho nó về. Ăn chuối mày, rồi ôi anh em ơi, nó bụi, à đây, đây. Trời ơi, sao mấy này nó cơ động thế. Mà cơ động cỡ nào cũng chết thôi em mà, bởi vì pha này tôi đã bọc đầu rồi. Hello, ăn chuối đi mày. Ôi, anh ơi, sai mình ơi, anh né skill. Trời ơi, bé định né skill luôn em mà, mà không sao, nói chung là thua keo này, tao bày keo khác tên em ơi. Đầu game thì tôi đã lũm được hai mạng. Là thấy cuộc đời tôi là thấy có màu hồng rồi em à. Wow, thấy gọi là thơm ngon rồi đó. Nhưng mà anh em cũng đừng vì thế mà chủ quan nha, cứ gọi là tích cực đi farm thôi anh em mà. Đó, tích cực đi farm thì vận may sẽ tới anh em ơi. Chứ mà tầm này mà anh em để ý anh em, ý là team bạn nó lật kèo nữa anh em ơi. Ủa mà đâu phải lật kèo gì đâu. Ủa tỷ số 4-4 lật kèo gì trời, hai bên đang hòa đây mà. Thì nói chung là trận này nó cũng tương đối thôi chứ nó không có gọi là dễ dàng gì anh em ơi. Đây, em chở đồng đội. Thôi tụi bay về đi, tụi em không về tao về đó. Trời ơi, chỉ tầm này là tôi không dám chơi đây mà. Bởi vì trời ơi, anh ơi. Nếu mày này công nhận tin nóng như kem anh em ơi. Tôi là tôi mới hù nó chút xíu rồi à. Mà nó rủ đồng đội đó quá, nó quánh tôi là coi như là ba má thì nhận không ra luôn đây mà. Nó khổ gì đó. Ôi mà không sao. Trời ơi, có sao đó, có sao liền đó. Mày ăn cái con rết của tao là mày có sao liền đó Batman ơi. Quá nóng đi em ơi, nóng cỡ vậy là tôi phải quánh đồng đội nó đây mà. Đúng rồi, trả thù ăn chuối đi con. Thôi thì gọi là em trả thù anh Lorion đi nha, chứ em không trả thù anh nha Batman. Em gọi là em trả thù được đồng đội của anh là em mừng rồi. Rồi hay quá vậy na ơi, vô yểm trợ. Tôi định nói cái câu là vô yểm trợ vậy na về là nó lên bảng luôn nè mà. Thôi xin lỗi nha. Nói chung là tôi không cố ý, tôi chỉ cố tình thôi đó. Rồi vô chơi thằng này coi, trào đồng đi con, ăn chuối đi mà. Trời ơi, chưa kịp cho nó ăn chuối là nó tóc biến về rồi đây mà. Mấy này nó lấy đâu ra tóc biến hoài vậy ta, bực ghê luôn á thề. Ôi nãy giờ ta nói là bắt hụt mấy ba hơi bị cay rồi đó. Ủa, mà một khi mà anh em biết tôi cay cú là gọi là tôi là nóng giận cỡ nào rồi đó. Nóng giận cũng làm được gì anh em. Đó, chứ tầm này là ta nói là giờ hổ báo là bị cái thằng Batman nó bắt nè, bị cái thằng Ngộ Không nó đập á thì thôi
Nói chung là mình farm đi, farm cho ao vàng xíu đi rồi mình hãy chơi anh em ơi. Chứ thằng này tôi thiệt với anh em, chứ tôi gặp tụi nó tôi còn thấy ngán ngán anh em à. Ủa, nó làm gì làm. Mình gọi là mình tích cực đi farm thì vẫn mai sẽ tới đây anh em ơi. Bắt mẹ nó áp cả. Đậu xanh đó chứ, nó định bắt nó, tưởng nó AFK định bắt nó đây mà. À đứng đây, lưu ý anh em nè. Một cái mèo là anh em đứng đây nè, là cỡ nào nó cũng không thoát được thôi anh em à. Ăn chuối đi con một máu nữa. Trời ơi sao mấy này nó thích một máu ghê luôn á. Khổ vậy đó, cỡ nào cũng chết thì thôi, chết sớm hơn đi. Cỡ nào cũng chết mà, vì người ta về tế đàn sớm hơn nè. Người ta ra đép trụ nhanh hơn nè, không chịu. Phải né qua bên phải, né qua bên trái đó, để gọi là cho tốn thời gian chơi vậy nè mà. Nó giỡn rồi, ai cũng có chiến thuật của người ta. Nhưng mà chiến thuật của tôi là muốn cho đồng địch nó chết sớm, để tôi lấy cái trụ sớm rồi chứ. Tao mà tao đợi mày ra đép trụ à, tao giết được mày là tao lấy luôn cái trụ mày rồi con. Ôi nhưng mà không sao, nói chung là mình đi gọi là cái lượng vàng bây giờ á, là anh em lưu ý nè, là để có một cái lại. Trời ơi em giỡn anh ơi. Đó, tin anh nó như kèm anh thấy không? Tao nói là tôi vừa nó lú cái đầu ra thôi là anh đập tôi, nó là coi như là ba má tôi nhận không ra rồi em mà. Khổ vậy đó. Thôi nhưng mà không sao, nói chung là giờ đi farm lên em ơi. Tầm này là tôi thiệt với anh em chứ tôi cũng không có mà dám hộ báo nha thằng mắc ma. Hai thằng hình nhất liên quân đâu. Đó, tôi là tôi không dám hộ báo với thằng đó chứ mà hai thằng đó nó dám hộ báo với tôi này mà. Đó, tại vì cái lượng vàng của nó bây giờ nó đã đủ đồ, nó sống sát thương được tôi rồi, cho nên nó không có ngán tôi một cái chữ nào đâu. Cho nên thôi giờ cứ cái việc đi farm lên em à. Đó là một cái chiến thuật mà tôi muốn gửi tặng đến anh em. Thì trận đấu này là chắc có lẽ là mình sẽ lên cái mod thứ tư á. Mà thôi nói sao đi, ở đây có hai mắt ma này quanh nó trước đi rồi, tính cái gì tính anh em ơi. Đây đây anh khỉ á, chạy rồi, chạy vô rồi mà. Trời ơi anh ơi, anh Batman ơi, sao mà tính anh nóng như kem vậy Batman? Em có làm gì anh đâu mà sao anh nãy giờ anh canh em 2-3 lần vậy Batman? Em gọi là em có tội tình với anh không? Em gọi là em có đi cướp bộ của anh không? Em cướp bộ của anh Tulen mà. Trời ơi, cướp hộ tới cái luôn. Mày về đi mày ơi, tao mà ở đây á, tao mày mà ở đây khoảng 2-3 giây nữa là mày xác định lên dĩa tao. Bởi vì có cái thằng Alice lên nó làm chậm là cái thằng Batman nó không chạy được nữa ơi. Còn thằng Magma này thôi khỏi nói tới đi, cho lên dĩa luôn em à. Cái tội ngu mà thể hiện. Ta nói là AD mà thích đi một mình, thích không cần ai bảo kê vậy. Cho lên bảng điểm số luôn nè, chứ bà không cần ai bảo kê. Thì trận đấu này mình sẽ lên cái số thứ 5 á, là cái lô hương chương trôi. Tại vì trận đấu này mình gặp hai cái thằng phép, đó chính là cái thằng Tulen đi rừng và cái con Lorion đi mid em ơi. Thì khi mà anh em gặp hai con này đi mid là lộc, xin lỗi, gặp cho dù gặp tướng nào mà gặp gọi là một trận đấu mà anh em gặp hai phép á, anh em lên cho mình là cái hương chương trôi ở cái sách thứ 5 là chắc chắn một điều luôn. Tìm bạn đánh anh em là không trượt phá lào. Ê, giỡn anh em tí ơi hả, giỡn này nha. Chứ mà nói sự thật á, khẳng định với một câu thôi là team bạn á, hai cái thằng đó quánh anh em là gọi là không thấm luôn. Trừ cái thằng Ngộ Không nha, bởi vì Ngộ Không là sát thương vật lý, nó sẽ đánh vào cái máu chính của anh em chứ không phải đánh vào cái máu ảo là cái lớp giáp phép nha. Anh em lưu ý mà điều đó. Được cái lợi nhưng mà trong cái lợi có cái hại anh em à. Thì nói chung là mình chơi theo kiểu full dam á thì mình sẽ lên cái build đồ như thế. Nhưng mà nếu á trong trường hợp, tại vì hôm qua mình có làm một cái clip về cái con Nagarok này cũng gặp hai con phép, nhưng mà cái trận đấu đó rồi nói sao đi, nói sao đi. Cái trái tầm này là tao nói là mày mà thử mày ra cái tao đập coi như là ba má mày không ra anh không ơi, mày ra thử cái ơi. Ủa nó không ra luôn em mà. Nó không ra luôn, cũng hơi quê nè mà. Nhưng mà sao thua cái này tao mày kêu khác nè, chạy ăn cám đi mày. Thôi về anh ơi, cho em về anh ơi, hình quá đi mày. Trời ơi nè, ẩu thiệt anh em ơi. Nhưng mà không sao, nói chung là phần này chết thì chịu anh em à. Bởi vì cái lôi đĩa của cái thằng Tulen mà nó bắn ra thì coi như là bố ai mà đỡ được anh em. Cho dù tôi có về tới tận tới đàn tôi cũng chưa chắc là tôi sống nữa, khổ vậy anh em à. Nói chung là thôi phải đó, còn ít máu mà thằng Tulen nó bắn cái chiêu cuối thì thôi chịu nha, gọi là chắp tay đầu hàng, chắp tay thỉnh kinh, đi vào miền xui cực lạc. Khổ với anh em à. Thì nói chung là anh em chỉ cần lên cho mình là cái món đồ như thế á thì team bạn là đánh anh em không trượt phát. Lo xin lỗi anh em, nói nhầm, nói chung là lâu lâu nói nhầm nên thông cảm nha.
là team bạn đánh anh em là không thấm luôn em à. Anh em lưu ý là rồi chào đồng rồi con. Ê, cho nó về Tây Thiên thịnh kinh nè. Thôi ôi, ngộ không thì không đi theo bần tăng đi thịnh kinh đi mà thấy gái tùm tướp anh em ơi. Bởi vậy sao gọi là tu tâm đắc đạo được anh em. Ủa, gọi là ngộ không mà nó cứ tối ngày như vậy là không bao giờ thành Phật được em mà. Phải gọi là tâm hướng Phật, lòng hướng không hướng về gái, gọi là nó mới có thể tu tâm đắc đạo được em ơi. Chứ mà ta nói thằng ngộ khỉ mà thấy thằng dây na thấy con dây na tướp tướp là thôi là coi như là đờm lên rồi, gọi là Phật tổ á hoặc là Bồ Tát á, ta nói là niệm Phật là lúc đó hồi sau bố của dụng phải không ạ. À? Gọi là lúc đó lại cầm cái đầu lắc lắc thang đau thì chắc ai bây giờ đây đó kiểu vậy anh em ơi. Khỉ này chắc là khỉ Shopee, khỉ Lazada chứ khỉ Tôn Ngộ Không vậy anh em à. Ok thì có lẽ là mình sẽ ăn Lucisa để gọi là kiếm một cơ hội nào đó có thể kết thúc lần trận đấu này anh em ơi. Nói chung là đêm dài lắm mỏng lắm, tôi là tôi vậy đó. Cứ mà win được á cứ win đi, nhây nhây hồi thua lại mất công cày lại đó. Trời ơi cày ơi sao thì nói giờ hết mê gái chuyển sang mê trai rồi em mà khổ vậy á. Đây ăn chuối đi con. Trời ơi không ca ớt được anh em mà rặn cả buổi đỉnh ca ớt nhưng mà ca ớt không có thành anh em ơi. Nói chung là kế hoạch ca ớt của tôi là coi như là đã tan thành mây khói rồi anh em à. Ok cảm ơn AD đã nhường cái con blue cho mình nha. Đó có những đồng đội ta nói tình cảm như thế thì còn gì bằng anh em ơi. Còn giờ ép trụ luôn nè, trời chém cái là gần hết cái máu rồi. Trời ơi anh em vừa thấy gì không? Trời ơi tôi tưởng là tôi chém đau lắm, ai về là cái con Alice anh em à. Ôi ôi Alice ơi mày làm tao xấu hổ quá Alice ơi. Trời ơi một combo con Alice là gần hết máu của cái thằng Batman anh em ơi. Alice này kinh khủng vậy, ăn chuối đi con. Ôi lỡ này mà lỡ tay. Nói chung là bà này xử lý ngu nha. Mà anh em có để ý không là cái thằng Alice ta nói là một combo với lại chiêu một trúng là thôi là cái thằng Batman nó muốn ngụm tôi tỏi luôn em ơi. Ôi kinh khủng thiệt chứ. Nay ai dạy cho mày cái lên đồ mà Alice full dam vậy? Ghê vậy ta. Mốt chắc phải làm một cái giáo án gọi là Alice full dam quá anh em ơi. Thấy gọi là hơi có khoái ha. Mà Alice full dam này mà đi SB là chuyện bình thường. Tôi giác đi rừng luôn mới là đẳng cấp anh em ơi, đẳng cấp top top. Ừ đó nói chung vậy anh em à. Sớm nó phải gọi là nó khác với lại top Việt Nam nha anh em. Top Việt Nam ta cầm Alice full dam đi chứ mà top sớm là nó phải khác anh em à. Top sớm nó cầm Alice đi rừng full dam nó gọi đẳng cấp anh em ơi. Top sớm nó dễ ăn chửi hơn top Việt Nam anh em à. Đó tại vì nghe top sớm là thấy phèn phèn nghe phèn chúa ha. Đó, nhưng mà đừng có xin kinh thường với top sớm nha. Đại gia đình top sớm của tôi đông lắm mà. Tại vì anh em nghĩ đi, Việt Nam á là được có 100 người được lên top à. Còn tôi là ta nói top sớm là tới mấy trăm người, mấy ngàn người, gọi là mấy có khi cả mấy triệu người nữa mà. Ừ, chứ không phải đơn giản đâu nha. Top sớm cũng có cái giá trị top sớm nha anh em. Ok thì chắc có lẽ là trận đấu mình đã kết thúc rồi. Tại vì team mình nó lấn tới ép tới nhà team bạn rồi. Thì có lẽ trận đấu mình đã kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay á, hãy cho mình xin một like nè, một share, subscribe để kênh mình ngày càng phát triển á, cũng như là một cái động lực to lớn để mình có thể làm những video hay bổ tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn anh em gần đây kỳ mai nha. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like ủng hộ tôi nha.